Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Samsung Galaxy Note 20 5G đang chạy cái phiên bản Android là 13 nhé. Cái phiên bản Android mới nhất ở cái thời điểm mình làm video này. Các bạn không thể sử dụng được những cái cách thông thường, ví dụ như là sử dụng cái ứng dụng là SAM FW để chúng ta có thể là xóa xác minh tài khoản Google nhé. Con này thì trước đó mình đã bị quên mất cái mật khẩu mà khóa màn hình này và mình đã reset phần mềm cho nó rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào trong để cho bạn coi nó bị dính tài khoản Google nhá, và mình đã quên mất cái tài khoản Google đó rồi. Thì ở đây mình sẽ chọn ngôn ngữ này, mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt này, mình chọn OK này, mình chọn bắt đầu này, rồi mình sẽ chọn là đồng ý với tất cả này, chọn đồng ý này, đó, mình bấm OK này. Bây giờ mình kết nối vào cái mạng wifi nhà mình nhá, rồi mình sẽ bấm vào là kết nối này. Rồi mình sẽ bấm vào là tiếp nha. Đây các bạn để ý này, nó vẫn yêu cầu mình phải xác nhận cái mẫu hình. Và đương nhiên là cái mật khẩu này mình đã bị quên rồi nhá. Đó, mình đã quên mất cái mật khẩu rồi này. Đó, thì ở đây nó sẽ có một cái tùy chọn nữa, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế. Mình sẽ bấm vào nhá. Đó các bạn để ý nhá, nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Thì nếu các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này đấy, các bạn chỉ việc đăng nhập vào đây là chúng ta có thể là sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong trường hợp các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản Google nhé. Và để xóa xác minh tài khoản Google này thì các bạn sẽ không sử dụng được những cái cách thông thường. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái màn hình ban đầu nhé. Đó, mình thử bấm vào là cuộc gọi khẩn cấp này, sau đó là mình gõ cái lệnh là sao thăng không sao thăng này. Đó, nó hiện lên như này thì chúng ta sẽ dùng được cái tool. Thông thường thì chúng ta sẽ dùng cái tool ở trên máy tính nhá. Bây giờ các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Thông thường thì mình hay sử dụng cái tool đó là SAM FW Tool. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái ứng dụng này coi sao nhá. Mình sẽ mở ra này, sau đó là mình sẽ mở cái tool này lên này, mình chọn là Yes này. Rồi hiện lên cái bảng có update hay không thì các bạn sẽ không update nhá. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối con điện thoại này của mình với máy tính bằng chính cái cáp sạc của nó thôi. Đầu này thì mình sẽ cắm vào máy tính này, đầu còn lại này thì mình sẽ cắm vào chiếc điện thoại này nhé. Đó, máy tính của mình nó đã nhận được điện thoại rồi này. Các bạn để ý ở đây nó cũng đã nhận cổng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bấm vào là Remove FRP, cái bảo mật mới nhất nhá. Mình sẽ bấm vào đây này. Các bạn để ý nhá, ở đây thì nó yêu cầu chúng ta gõ cái lệnh là sao thăng không sao thăng, thì ở đây mình gõ rồi nhá. Đây mình đã gõ rồi này, mình chỉ việc bấm vào là OK thôi này. OK các bạn để ý này, như vậy là cái cách này mình sử dụng cái ứng dụng này không được nữa nhá. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng mới, đó là mình sẽ sử dụng Unlock Tool. Các bạn cần vào cái trang web của nó là unlocktool.net nhé. Sau đó là các bạn đăng ký một cái tài khoản này. Giờ các bạn cũng cần phải mua cái gói. Đây là cái tool mất phí nhá. Đó, các bạn mua gói thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái tool này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái tool này của mình ra này. Đó, mình sẽ chọn là Yes này. Rồi. Ở đây thì mình sẽ bấm vào là login nhé, để mình đăng nhập vào cái ứng dụng này của mình này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào là Samsung này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào là Function nhé. Các bạn chọn cho mình là Remove FRP 2023 này. Đó, các bạn chọn đây cho mình nhé. Rồi ở đây thì mình đã gõ cái lệnh là sao thăng không sao thăng rồi. Bây giờ mình sẽ bấm vào là Continue. Rồi mình sẽ chọn là cái Method 2 nhé, tức là phương pháp 2, cái bảo mật mới nhất 2023 này. Mình sẽ bấm vào là Method 2. Các bạn để ý nhá, mặc dù là Read Info fail nhưng mà nó vẫn bật được ADB lên để nó có thể là xóa xác minh tài khoản Google nhé. OK, ở đây thì hiện lên như này là OK rồi nhá. Mình sẽ bấm vào là luôn cho phép từ máy tính này này. Sau đó là mình sẽ bấm vào là cho phép này. Đó, bạn để ý này, các bạn để ý này, tool nó chạy luôn rồi này. Đó. Đó, như vậy là cái quá trình xóa xác minh tài khoản Google đã OK rồi. Đó. Bây giờ thì mình không cần đến máy tính nữa này, mình rút cáp ra nhé. Rồi đây thì mình sẽ bấm vào là cho phép này, luôn cho phép đi, cho phép này. Rồi mình sẽ bấm hủy đi, hủy, luôn cho phép đi. Các bạn cứ bấm cho phép hết này. Đó. Đó. Các bạn cứ bấm quay trở lại rồi là bấm cho phép để cho nó thoát cái màn hình này ra. Đó. Ok. Như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy Note 20 5G này rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn coi thông tin con điện thoại này. Đó, mình sẽ vào cài đặt này. Đó, mình vào là thông tin điện thoại này. Đó, đây con Samsung Galaxy Note 20 5G này. Đó, con này thì nó có cái modem đó là SM-L980L nhá. Và mình sẽ cho bạn coi thông tin phần mềm của nó. Đây, nó đang chạy cái phiên bản Android 13 này. Và đây, cấp độ vã lỗi bảo mật này. Đó, mới nhất này, mùng 1 tháng 4 năm 2023 này. Đó, ok. Công việc của bạn bây giờ chỉ là mở cửa hàng Play lên này. Sau đó là các bạn chọn đăng nhập này. Rồi các bạn có thể là đăng nhập một tài khoản Google bất kỳ vào đây. Hoặc là do các bạn đã quên cái tài khoản Google cũ rồi, các bạn có thể là tạo một tài khoản mới cho bản thân tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một tài khoản Google mới, để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Samsung Galaxy Note 20 5G đang chạy Android 13 bảo mật mới nhất. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.